Chào các bạn quay trở lại với Sau Bàn Là Dốc. Thì hôm nay chúng tôi sẽ hướng dẫn sử dụng cam hành trình Android H99 bể in Wi-Fi dẫn đường quản lý xe từ xa. Thì phụ kiện nó bao gồm có đây, cam hành trình, dây GPS. Đây, dây cấp nguồn. Bạn nhớ đây là nguồn này là đầu vô là 12 24V, đầu ra là 5V. À, đây cam lùi. Đây, đoạn này đây. Vâng, bên kia kìa. Đây, 5GPS. Đây, cam lùi. Đây, cấp nguồn. Cái gì? Wow. Đây thì tôi đã cài sẵn tiếng Việt rồi. Đây là video, đây là cam trước, đây hai cam rồi, vui lòng gạt thẻ nhịp lắp thẻ SD. Đây là hai cam đó rồi. Nữa đây là cam lùi, dây đây dây của cam lùi, các bạn kích vào số re kia, gắn vào số re kia, kích vào số re nó sẽ hiện vạch lùi. Cài đặt âm lượng, sử dụng dữ liệu. Đây, Wi-Fi, ta sẽ bật Wi-Fi lên. Đây, đó đã kết nối Wi-Fi. Rồi, đây. Đây, còn các bạn muốn thêm ứng dụng ví dụ như YouTube hay là gì đó thì các bạn vô xếp play đó. Đây các bạn nhập email của các bạn vô tại YouTube vậy. Còn đây là bên khay trên là SIM, khay dưới là khay thẻ nhớ. Vị trí GPS là ok. Đồ. Đây, đó, chỉ có chúng tôi. Đây. Rồi, ok. Đây, đài FM. Thì các bạn muốn kết nối qua NAS xe thì đóng. Đây chúng tôi mở âm thanh. Đó. Như đây các bạn đang thử nhớ em không? Thì video của chúng tôi đây là kết thúc.